Xin chào tất cả quý anh chị, cô bác. Hôm nay, nhà vườn Vũ Tiến đang review một quả bưởi đỏ Tiến Vua, là một trong những dòng bưởi được xuất xứ từ vùng Thọ Xuân, Thanh Hóa, là một loại bưởi mà khi chín là ruột đỏ, vỏ đỏ. Nhưng hiện nay thì bây giờ đang là thời điểm tháng 7, thì cái quả bưởi đỏ Tiến Vua này thì nó vẫn còn non và nó bắt đầu là chuyển sang là ở cái nớp, đây bà con có thể xem là cái nớp màu đỏ đỏ này nó sẽ truyền từ tép bưởi truyền ra đến cùi, và đến gần dịp tháng 10 đến Tết thì nó sẽ chuyển hẳn ra đến đến vỏ, thì lúc đấy là nó sẽ rất là đỏ luôn ở trên cây. Còn hiện tại bây giờ thì nó đang chớm ngả vàng và chuẩn bị dần dần chuyển sang đỏ. Và cái quả bưởi đỏ Tiến Vua này đấy thì ăn rất là ngon. Bây giờ mới là tầm tháng 7, rằm tháng 7 âm lịch thì vẫn còn xanh, múi vẫn còn rất còn bé còn bà con nhá. Đấy thì hôm nay nhà vườn Vũ Tiến là có dịp là mua được hai cây bưởi đỏ Tiến Vua rất là sai quả. Đấy, và nhà vườn Vũ Tiến là bóc quả ra đây. Quả bưởi đỏ Tiến Vua đây bà con này. Đấy, và rất là nhiều quả. Và bây giờ nhà vườn sẽ đi ra phía ngoài để xem là cái quả bưởi đỏ Tiến Vua của nhà vườn Vũ Tiến là nó mọc ra từ cái cây như thế nào. Đã có quả bưởi sai như thế thì mời bà con cùng theo dõi một chút để ngắm nhìn cây bưởi đỏ Tiến Vua của nhà vườn Vũ Tiến nhá. Hai cây này thì đã được khách đặt và chuẩn bị chuyển đi, nên là nhà vườn Vũ Tiến là chỉ giới thiệu thôi đấy, chứ còn hai cây này thì nhà vườn Vũ Tiến là đã bán rồi đó. Thế còn bà con mà có nhu cầu thì liên hệ riêng cho Vũ Tiến nhé. Sắp đến cây bưởi rồi đây. Nhà vườn Vũ Tiến thì sẽ dâm mủ cho khách khoảng tầm nửa tháng để cây nó ổn định thì sẽ chuyển đi. Vừa nãy thì nhà vườn Vũ Tiến là cũng bấm tỉa tất cả những cái lá quả đi, bởi vì là đây bà con có thể quan sát là cái cây nó quá là nhiều quả, nó đến cả trăm quả trên cây, thì mình không thể nào mà vận chuyển mà mình giữ hết quả được thì cây nó sẽ rất là yếu và nó sẽ dẫn đến là suy cây, thậm chí là có thể là chết cây. Đấy, cho nên là nhà vườn đã bấm tất cả lá đi này, bấm lá đi này. Và tiếp tục với phần 2 thì nhà vườn Vũ Tiến lại chia sẻ một chút về cái cách mà trồng cây bưởi đỏ Tiến Vua. Cây bưởi đỏ Tiến Vua là một trong những dòng bưởi từ xưa rồi, để quả để tiến lên vua, và nhân dịp Tết đến thì là để cúng tiến lên vua. Thì ngày xưa thì cái giống này rất là hiếm. Đấy, cho đến là gần hiện tại này, cách đây khoảng tầm 5-7 năm thì bắt đầu nó phổ biến và nhân giống rộng ra. Đấy, thì là có những cái cây to như thế này để cung cấp và bán cho bà con, và những cây có quả sẵn ở trên cây rồi. Đấy, thì bà con hoàn toàn yên tâm là những cái cây như thế này thì có quả sẵn ở trên cây rồi, thì bà con không phải lăn tăn vấn đề là có chuẩn hay không. Đấy, và một chút nữa là cái dòng bưởi đỏ Tiến Vua này là một trong những cái dòng bưởi ngon nhất được xuất xứ từ Thọ Xuân Thanh Hóa để cúng tiến lên vua. Đấy, bởi vì cái màu sắc của quả bưởi nó khi chín nó đỏ rực và nó rất là thơm, nhìn rất là đẹp, rất là độc lạ, gần như là rất là quý, thế nên là gọi là có tên là bưởi đỏ Tiến Vua. Đấy. Còn hiện nay thì cái cây bưởi này thì em sẽ giới thiệu qua về cách dâm ủ cây bưởi khi mà các bác mua về. Bưởi là một loại cây thuộc dạng cây có múi và sống lâu năm, là một trong những dòng mà rất là dễ sống, dễ trồng và ít sâu bệnh ở tại Việt Nam. Nó thuần hóa là một trong những dòng nguồn gốc chính của Việt Nam. Và cái dòng bưởi đỏ Tiến Vua là được cây như những cái cây như thế này ấy, thì đa số là những cây chiết và cây ghép, cho nên là những cái cây này thì đa số của nó là rễ của nó là rễ chùm. Đấy, cho nên khi mà mình đánh về mình trồng thì gần như tỷ lệ sống rất cao, gần như là 99% là sống. Đấy, nếu mà mình làm đúng phương pháp là 99% là sống. Còn rất ít khi chết, bởi vì rễ nó chùm nó rất là khỏe, và hai nữa là nó hút nước rất là mạnh, thế nên là cây nó rất ít khi bị yếu. Đấy, và
Bà con có thể đánh ở bất cứ mùa nào đều được. Đấy, mùa hè, mùa xuân, mùa thu, mùa đông đều được. Đấy, về áp dụng kỹ thuật thì bà con phải bấm tỉa hết cành lá. Bấm tỉa hết cành lá và bấm vợi quả, chỉ giữ lại một vài quả thôi để làm đẹp thôi. Chứ còn không nên để nhiều. Nếu mà cái cây này mà em để nhiều thì nó sẽ rút cây và nó chết cây. Đấy này em đã nói trước rồi. Đấy, ở bên này thì vẫn còn một cây nữa vì khách lấy hai cây. Đây, cây này rất là to luôn bà con này. Một cái cây, một cái cành nó thôi là to bằng bắp chân rồi. Đấy, cây tán rất là to đẹp. Hiện tại thì nhà vườn Vũ Tiến vẫn để quả trên cây. Đấy, thì rất là sướng mắt. Đấy, quả bắt đầu đang ngả vàng và chuyển đỏ bà con nhá. Tầm tháng 10 bắt đầu nó chuyển đỏ, đến tháng 12 thì đỏ rất là rực, đỏ chói luôn. Đấy, cây thì rất là đẹp, nhìn cái không gian cái cây này mình trồng vào cái vườn rộng ấy thì nó rất là thoáng cây. Đó. Và phân biệt một chút về lá bưởi đỏ Tiến Vua nhé bà con nhé, để bà con có mua ở bất cứ đâu bà con nhìn vào cái lá bưởi đỏ Tiến Vua bà con cũng phát hiện ra. Đây, nhà vườn Vũ Tiến đã ngắt một cái lá bưởi đỏ Tiến Vua. Đây, bà con có thể quan sát thì cái lá của nó rất tròn, lá rất tròn và có hai thùy. Đấy, thùy ở dưới hình trái tim, thùy trên thì rất là tròn. Đấy, nó nhìn giống như nhau như thế này, lá bưởi. Đấy, lá tròn xoe như thế này. Đó, bà con có thể quan sát. Đấy, cái lá bưởi đỏ Tiến Vua nó sẽ như thế này. Đó, rất là dễ dàng phân biệt. Những cái dòng bưởi khác thì nó lá nó dài. Đấy, nó dài, nó thon, nó nhọn. Còn đây là cái dòng Tiến Vua thì em để ý là lá nó rất là tròn. Cái đầu nó rất là tròn. Đấy, rất là dễ phân biệt thôi. Đấy, còn lại là chủ yếu là cái lương tâm của người bán hàng, người ta bán hàng có chuẩn hay không. Nếu mà người ta bán chuẩn thì bà con không phải lo. Những cái khách hàng hoặc là những cái cây mà đã có quả ở trên cây rồi đấy thì bà con thì mua những cái cây như thế thì là yên tâm nhất. Đấy, không phải sợ là không chuẩn hay như thế nào. Đấy, còn rất là nhiều nơi nói chung là làm ăn là không uy tín thì bán hàng là cũng không chuẩn. Thế nên là bà con là cũng nên cập nhật những cái kinh nghiệm, những cái thông tin về cây để mình phòng tránh. Còn cây khi mà bà con đã mua về vườn và ra mủ rồi thì trồng là 100%. Còn nếu mà bà con mua trực tiếp đánh như thế này thì một là nhà vườn sẽ ra mủ cho, hai là bà con gửi về tận nơi cho bà con thì bà con tự ra mủ. Thì bà con dùng phương pháp vừa rồi nhà vườn Vũ Tiến nêu là bấm tỉa cành cho đỡ cây nó đỡ rút nước và ủ cát để cây nó khỏe, ủ đất pha cát hoặc là ủ cát để cây nó ra nhanh ra rễ. Đấy, nếu bà con có thuốc kích rễ thì sau 7 ngày bà con tưới cho nó một ít. Tại sao nhà vườn Vũ Tiến lại nói là sau 7 ngày mới được tưới? Bởi vì mới đánh xong thì cây bưởi nó bị tổn thương rễ. Những cái vết xước ở rễ là nó sẽ bị tổn thương và nó sẽ sót. Cho nên là sau 7 ngày thì cái rễ của những cây bưởi nó sẽ khô vào, nó chuẩn bị lành vết thương. Thì lúc đó mình sử dụng thuốc kích rễ là rất là hợp. Và lúc đấy thuốc kích rễ mới phát huy tác dụng. Đấy, chứ còn mình vừa mới đánh xong mình tưới luôn thì cái thuốc kích rễ nó không có tác dụng là bao nhiêu. Và nó cũng là một phần là không tốt cho cây. Đấy, bà con ghi nhớ cái kinh nghiệm này của nhà vườn Vũ Tiến. Cảm ơn bà con rất nhiều đã quan tâm tới cây bưởi đỏ Tiến Vua. Xin kính chào, hẹn gặp lại bà con ở những cây tiếp theo. Chào, hẹn gặp lại bà con.